mí hay bấm mí để có đôi mắt đẹp. Những trường hợp nào cắt mí? Nhất, mắt chúng ta có mí nhưng mà tuổi chúng ta lớn bắt đầu sụp dư da dư mỡ. Mắt chúng ta không có mí nhưng mà mỡ sụp quá nhiều. Chúng ta đã cắt mí rồi nhưng bây giờ mí là sụp là che, không rõ mí. Còn bấm mí là khi nào? Khi mắt chúng ta không có mí nhưng không có da nhiều, không có mỡ nhiều thì nó bấm mí. Hoặc mắt chúng ta có một mí mà mí không được rõ nhưng không dư da dư mỡ nhiều. Hoặc mắt chúng ta một bên rất có mí, một bên kia mí lập lửng và không dư da dư mỡ thì chúng ta sẽ bấm mí. Như vậy tóm lại, bấm mí chỉ phù hợp cho những người không có mí nhưng không dư da dư mỡ, người còn trẻ. Còn cắt mí đa phần là người lớn tuổi, dư da dư mỡ sụp rất nhiều. Nhưng mà cắt mí thì chúng ta chỉnh được cả đôi mắt to mắt nhỏ, còn bấm mí chỉ tạo cái mí chứ không tạo được mắt to tròn.